Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhật ký cuộc sống, chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Nghệ sĩ Mạnh Tràng qua đời sau thời gian điều trị ung thư. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng, nghệ sĩ Mạnh Tràng đã qua đời lúc 0 giờ 10 phút ngày 7 tháng 1 năm 2019 tại nhà riêng. Nghệ sĩ Mạnh Tràng tên thật là Nguyễn Mạnh Tràng, sinh năm 1966 tại Long An. Anh tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu 2 năm 1990, không có vóc dáng và gương mặt đẹp nên khi ra trường Mạnh Tràng lận đận một thời gian dài. Tuy nhiên Mạnh Tràng có duyên hài ngầm, vai diễn của anh xù xì cục mịch nhưng anh biết biến những nét chân chất đó trở nên đáng yêu và chiếm được cảm tình với khán giả trên sân khấu. Anh có cách diễn tự nhiên mộc mạc, lối diễn tỉnh dụi mà tạo ra tiếng cười hết sức duyên dáng. Không chỉ dừng ở sở trường hài, Mạnh Tràng còn có khả năng thể hiện những vai bi, độc. Nghệ sĩ Phước Sang từng phát hiện ra nét diễn đặc biệt của Mạnh Tràng và mời anh về cộng tác với sân khấu kịch Sài Gòn. Sau đó Mạnh Tràng kết hôn với chị gái của Phước Sang và được ông bầu nổi tiếng một thời giao quản lý sân khấu kịch Sài Gòn để anh đầu tư cho việc kinh doanh làm phim điện ảnh, truyền hình. Đảm nhiệm vai trò quản lý sân khấu kịch Sài Gòn hơn 10 năm nay, Mạnh Tràng đã gây ấn tượng với nhiều vai diễn như trên sân khấu như Hồn Ma Báo Oán, Hồn Trinh Nữ, Ác Báo Tử Hình, Cứu Em. Anh đã xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh như Công Chúa Tin và Ngũ Hổ Tướng, Kỳ Phùng Địch Thủ, Hello Cô Ba. Mạnh Tràng đã đoạt giải Mai Vàng 2008 với vai Ba và Minh trong Hồn Ma Báo Oán, đoạt huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2012 với vở Hồn Ma Báo Oán, huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc 2015 với vở Tử Hình.